Đâu anh? Ở đây có quán nước, dưới kia có quán kìa. Có anh em nào chụp một crop nhưng mà lại gắn lens full frame không? Đấy, đây là con con này là con 750D cộng với lại 85 OSM. Đây là một em máy ảnh đến từ Canon các bạn nhé. Con này là con 750D, một máy ảnh crop nhưng mà con này rất là ngon. Không biết là có anh em đang xài con máy này không, nhưng mà bản thân mình, cá nhân mình thấy đánh giá con này rất là ok. Mà chính như từ con này trở đi là bắt đầu có 24 chấm anh Duy nhỉ? Ừ. Con này xong đến con 800D, 850D đến 900D. Bây giờ ra 950D chưa không biết, nhưng mà mấy con máy tầm 24 chấm trở đi rất là ok nha các bạn. Đây là phần menu của em máy đấy. Anh em có thể thấy 950D. Anh em có thể nhìn thấy là cái phần menu bật tắt nó rất là đơn giản. Anh em chỉ cần gạt một cái là sang on, gạt phát nữa là sang chế độ quay. Ở phía mặt trước con này thì nó không có vòng xoay. Con này nó chỉ có một cái vòng xoay duy nhất là ở phần trên đỉnh cái chỗ lút chụp thôi. Và phía trước thì nó chỉ có chế độ AV. Một chiếc màn hình xoay lật. Có cảm ứng luôn nhỉ anh nhỉ? ISO của em này thì nó khá là cơ bản. 100 này, 200 này, 400, 800 và 1600. Nó sẽ không có ISO 160, 125 giống như kiểu những cái máy dòng từ dòng 70D trở đi là có rồi. Mình sẽ bật chế độ live view cho các bạn. Đấy, con này. Bật chế độ live view. Anh em có thể thấy là cái chiếc máy của chúng ta nó cho phép lấy nét vào mặt khá là nhanh. Khá là nhanh và ra khá là chính xác. Đấy, ở ngoài trời thì mình để tốc độ là cao cao một chút nha anh em. Tốc độ thì tầm 250 thôi. Con này nếu mà lắp ở trên máy crop thì nó ít lên tầm 135. Và anh em muốn chỉnh được cái khẩu độ với tốc độ thì anh em có thể là chạm vào màn hình luôn cũng được. Hoặc là anh em giữ phím AV này, anh em chỉnh tốc này. Đấy. ISO thì anh em giữ, ISO thì dòng Canon thì anh em biết thừa rất là dễ rồi. ISO mình để 200 ở ngoài trời rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Con này chụp chân dung thì bá cháy luôn anh em ạ. Nếu mà anh em mà chỉ chụp chân dung thôi mà chụp kiểu cơ bản ấy thì 750D với 85 OSM cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đây mình sẽ chụp cho anh em một hai tấm. Combo 10 triệu. Con này là 4 triệu rưỡi nhỉ? 4 triệu rưỡi cộng với lại cái máy nó tầm 6 triệu hoặc 7 triệu nữa anh ơi thì tầm 11 triệu. Cho 5 triệu thì nói chung là cả combo là 12 triệu. Không được không? Được, nhìn em cái. Rồi khóc được. Ngồi im đi anh, đừng di chuyển nữa. Tay cầm một tay mà nó hơi khó. Nhìn đây. Rồi không cười thì khóc đi anh. Rồi. Đây anh em. Mình chụp ở ngoài trời nắng nhưng mà anh em có thể thấy là nó cũng rất là đẹp luôn. Màu phê vãi trưởng luôn này. Đấy. Thấy chưa anh em? Nét căng luôn. Đấy. Anh em mà muốn đổi được khẩu ở trên cái 750D này thì các bạn dùng cái AV này, cái nút AV ở trên này. Đấy. Ấn vào đây. Di chuyển sang bên này là nó sẽ chỉnh được khẩu nhá. Ở đây mình sẽ chụp thử khẩu 2.0 xem là nó có nét không. Nha các bạn, mình sẽ test thử cái khẩu 2.0 này. Anh Hà anh bảo đổi khẩu đổi cả máy luôn. Anh em nào mà có điều kiện thì đổi máy luôn cũng được, còn nếu mà không có điều kiện thì các bạn chịu khó ấn AV một tí nhá. Muốn đổi là đổi luôn cả máy thì mới đổi được. Rồi, ok các bạn, đây. Cho anh em coi hình nhá. Coi hình đi các bạn. Trời ơi, nét quá. Con này về retouch thì gọi là mắc setting nuôi không phải phano, nhưng mà em chụp hơi bị rung. Tại vì là anh phải cho vào report đây. Ui giời, nét kinh khủng luôn.